trong một động thái đột phá có thể định hình lại sự giao thoa giữa tài chính Hồi giáo và bối cảnh tiền điện tử, Sirabang đã đặt mục tiêu đảm bảo được niêm yết trên Binance, một công ty nổi bật trong lĩnh vực trao đổi tiền điện tử toàn cầu. Nỗ lực chiến lược này phản ánh tham vọng của Sirabang nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nguyên tắc tài chính Hồi giáo truyền thống và thế giới đổi mới của công nghệ blockchain. Tiêu chí niêm yết trên Binance được tiết lộ, con đường phía trước cho token SBC khi sirabang tham gia vào quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo niêm yết trên binang nó phải đối mặt với một bộ tiêu chí nhấn mạnh cam kết của binang về tuân thủ quy định tính thanh khoản sự tham gia của cộng đồng sự mạnh mẽ về mặt kỹ thuật và tuân thủ các nguyên tắc sharia một tuân thủ sharia chặt chẽ để sbc có được vị trí trên binang nó phải trải qua quá trình giám sát nghiêm ngặt về việc tuân thủ sharia các cuộc kiểm toán độc lập của các học giả tài chính Hội giáo đáng kính có thể là bắt buộc để xác nhận sự liên kết của SBC với các nguyên tắc Sharia. 2. Tính thanh khoản và tiện ích Binan nhấn mạnh vào các tô cần có tiện ích thiết thực và đủ thanh khoản. Sirabang được giao nhiệm vụ vạch ra lộ trình rõ ràng, chứng minh cách SBC sẽ hoạt động trong hệ sinh thái của mình. Cho dù là giao dịch, đặt cược hay dịch vụ tài chính độc quyền. 3. Cộng đồng và tính minh bạch Binan ưu tiên các dự án có cộng đồng gắn kết và giao tiếp minh bạch. Sirabang phải tích cực tương tác với cơ sở người dùng của mình, cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về lộ trình phát triển của mình và giải quyết kịp thời mọi mối lo ngại. 4. Năng lực kỹ thuật và bảo mật. Binan ưu tiên các tô cần được xây dựng trên công nghệ blockchain an toàn. Sirabang cần thể hiện tính ổn định, khả năng mở rộng và các biện pháp bảo mật của nền tảng của mình để bảo vệ tiền của người dùng. 5 cân nhắc về quy định, việc điều hướng các quy định về tiền điện tử là rất quan trọng. Sirabang phải đảm bảo hoạt động của mình tuân thủ các quy định liên quan, tìm kiếm cố vấn pháp lý và tư vấn pháp lý để điều hướng bối cảnh phức tạp này. Cột mốc tiềm năng cho tiền điện tử tuân thủ Sharia Việc được niêm yết trên Binance sẽ đánh dấu một thành tựu to lớn của Sirabang nó không chỉ mở ra cánh cửa cho cơ sở nhà đầu tư rộng lớn hơn mà còn hứa hẹn thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử tuân thủ Sharia trong lĩnh vực tài chính Hồi giáo. Khi Sirabang bắt đầu cuộc hành trình này, sự chú ý tỉ mỉ đến các tiêu chí nghiêm ngặt của Binance trở nên tối quan trọng. Lộ trình được xác định rõ ràng, cam kết vững chắc về tính minh bạch, bảo mật và tuân thủ Sharia là những yếu tố cần thiết để thành công trong một thế giới nơi tài chính hồi giáo hội tụ với các lĩnh vực sáng tạo của blockchain, việc Sirabang theo đuổi việc niêm yết trên Binance đóng vai trò như một tín hiệu về khả năng điều hướng lãnh thổ chưa được khám phá này bằng sự quan tâm và cống hiến. Sirabang luôn đi đầu trong việc định hình một tương lai nơi tài chính hồi giáo tích hợp liền mạch với tiềm năng biến đổi của công nghệ blockchain. Kênh chỉ tổng hợp tin tức về Sirabang cho mọi người có thêm thông tin tham khảo về dự án này, không khuyến khích người xem mua bán hay đầu tư động coi này tránh mất tiền oan chúc mọi người ngày mới tốt lành